Chết là tôi rất hoan nghênh cái cuộc huấn hôm nay. Là cháu Hiếu là cháu nội của tôi. Cái cuộc phỏng vấn này tôi thấy rất là tốt, và đến trường thì tôi thấy là cái không khí của trường và cái cách tiếp đón là tôi thấy là rất là tốt. Đấy, và chúng tôi thấy rằng là các cháu học đây thì tương lai về sau này thì rất là tốt. Đấy, mong muốn chúng tôi là mong muốn như vậy. Chúng vào đây thì cũng như đến đây thì tôi cũng thấy là trường cơ sở mình thì cũng rất là tốt, yên tâm cố gắng học. Cô cảm nhận được rất là hài lòng vì từ những cái kỷ luật của nhà trường, hay là từ cái môi trường, hay là từ cái câu hỏi của thầy đặt ra, cô thấy rất là vui và cảm thấy rất là hài lòng, rất là mong muốn được ủng hộ em trên hành trình em mong muốn được học. Khi qua kỳ thi này cô thấy rất là tốt, bởi vì em cũng nói được cái ý nguyện của mình. Thì qua đây thì cô mong muốn là người con nhà cô vô đây học trường của thầy Tuấn để hoàn thiện bản thân và nó làm chủ được bản thân mình và làm chủ cuộc đời đấy. Thì kỳ thi xét tuyển thì được thầy kỳ phỏng vấn cháu thì với cách nghĩ của phụ huynh thì anh thấy là trường mình sẽ dạy các cháu không những về nghề doanh nhân kinh doanh mà còn về dạy cho các cháu từ những cái kỹ năng sống. Tất cả với một điều là anh thấy thầy phỏng vấn tốt. Thì thấy cũng nói chung là cũng tốt. Trường thì môi trường thì về nhận thức của tôi thì cũng nhìn quang cảnh đẹp và cũng có quy mô của một trường lớn, thì cũng mong trường phát huy được cái giá trị của ngôi trường để đào tạo những con người tốt cho xã hội. Cái không khí đấy thì trường học dạy cũng là tốt, nhưng mà vẫn là các cháu vẫn là chính, các cháu phải khuyến khích các cháu rồi cố gắng tự mình thì vươn lên, tương lai là của các cháu. Mỗi trường nó có mỗi sự đào tạo khác nhau, trường thì có thể người ta đào tạo về làm công chức nhà nước, và đây là đào tạo về làm kinh doanh doanh nghiệp. Mà không xét tuyển theo điểm số mà dựa vào chính năng lực của tố chất học sinh thì cô nghĩ sao về phương thức này ạ? Cô nghĩ về cái mà sẽ về cái đánh giá về cái tố chất và năng lực của một con người, mà cái đó là cô thấy rất là nhiều người đang đi tìm kiếm, và không nói đâu xa, nói chính trong gia đình cô cũng đang đi tìm kiếm cái đó. Và khi hôm nay cô được lên đây trải nghiệm và tham quan, cô rất là vui vì cô cảm nhận được là mình đang đi tìm đúng nơi, đúng chỗ là chỗ. Vậy thì chắc vậy một môi trường không xét tuyển theo điểm số mà dựa vào chính năng lực và tổ chức của học sinh thì con nghĩ vì sao về phương thức ấy ạ? Cô thích cái môi trường của thầy mà tuyển như vậy rất là phù hợp với các bạn trẻ bây giờ. Về một môi trường không xét tuyển theo điểm số mà dựa vào chính năng lực và tổ chức của học sinh, cô chú nghĩ sao về phương thức này ạ? Đặc thù của nghề doanh nhân thì anh thấy là theo cô chú thấy là xét tuyển hình thức này thì cũng là được. Nếu một môi trường không xét tuyển theo điểm số mà dựa vào chính năng lực và tổ chức của học sinh thì cô nghĩ sao về phương thức này ạ? Cô thấy hợp lý đấy, thì là tố chất của mình như nào thì người ta sẽ đánh giá, chứ không phải là mình phải đo cái kia cả. Thế môi trường không xét tuyển theo điểm số mà dựa vào chính năng lực và tổ chức của học sinh, cô nghĩ sao về phương thức này ạ? Phương thức này là rất hay, còn đạo như là xét tuyển đầu vào là đúng theo năng lực của các bạn ấy.
vậy trước vậy thì một ngôi trường không xét tuyển theo điểm số mà dựa vào chính năng lực và tố chất của học sinh, chú nghĩ sao về phương thức ấy ạ? Cái xét tuyển hay không xét tuyển hay là cái ấy quan trọng cái năng lực về sau này đánh giá cái bản thân sau này thôi, chứ còn giờ mà học nhiều hay học ít nó cũng là quan trọng. Quan trọng nhất là cái cuộc sống sau này của mình nó tốt hay là đấy là bản năng của các thầy cô dạy dỗ ở ngôi trường trước tiên đã. Thì trước khi cùng bạn tham gia kỳ thi tuyển hôm nay thì chắc là mình cũng có rất nhiều trăn trở không ạ? Vậy thì những trăn trở đấy là gì ạ? Cái trăn trở của chúng tôi thì nói chung là cũng không có gì lớn. Đưa được cái cháu vào học là chúng tôi thấy là rất là tốt rồi. Nhưng mà cũng rất tin tưởng ở trường là sẽ dạy dỗ các cháu sau này sẽ trưởng thành tốt. Như là chúng tôi thấy là rất là hoan nghênh. Trước khi cùng bạn tham gia kỳ thi hôm nay thì chú có trăn trở điều gì không ạ? Bây giờ con cái sở thích từ cái đam mê về cái ngành nghề thì được con học được. Vậy sau con hỏi là trước khi cùng bạn tham gia kỳ thi hôm nay thì cô có trăn trở điều gì không ạ? Cô cũng trăn trở là kiểu gọi là trước khi đến thì cô còn có một cái điều là em có một sự thay đổi. Khi ở nhà em có nói chuyện với cô về em tìm hiểu về cái về trường và mong muốn được học, thì thông qua cô tìm hiểu cô cũng rất là mừng, và đi cùng em hôm qua lên thì em có sự thay đổi, cô cũng hơi buồn. Thế nhưng mà về sáng nay cô có tự bày ra những cái câu hỏi và câu trả lời để thuyết phục em, gọi là nói cho em được có động lực để em vào tham dự cái giờ thi khảo sát. Thì qua cái cuộc thi như thế này em đồng ý thì cô thấy rất là vui. Trước khi cùng con tham gia kỳ thi hôm nay thì cô có điều gì trăn trở không ạ? Không, cô đã tìm hiểu lâu rồi, đã biết về trường nhiều rồi. Vậy chắc hẳn thế là trước khi cùng con tham gia kỳ thi hôm nay cô chú có điều gì trăn trở không ạ? Đúng rồi, mẹ cháu trăn trở thì đương nhiên thì không dựa vào điểm số thì cũng phải trăn trở với con. Thứ nhất là hướng cho con đi như thế này thì con có quyết tâm học không, thứ hai nữa là con có tâm huyết hay không, nên là cũng có nhiều băn khoăn. Nhưng mà nếu như mà con quyết tâm thì gia đình cũng nhất trí. Để chắc trước khi cùng con tham gia kỳ thi hôm nay thì cô có điều gì trăn trở không ạ? Mình không có điều gì trăn trở cả, vì là mình đã xác định đến rồi thì mình sẽ cho con thi. Khi cùng con tham gia kỳ thi hôm nay thì cô có điều gì trăn trở không ạ? Tôi cũng chưa tìm hiểu về môi trường cái trường này. Vậy thì chắc hẳn trước khi cùng con tham gia kỳ thi hôm nay thì chú có điều gì trăn trở không ạ? Tôi cũng lấy băn khoăn, nhưng mà đến đây rồi thì cũng an tâm hơn một chút để về cái môi trường xung quanh để là tốt, thì tôi gọi là cũng tạm yên tâm được một chút rồi. Vậy vậy thì chắc hẳn là những trăn trở của mình đó thì ngày hôm nay đến đây thì mình đã được giải quyết hết rồi đúng không ạ? Đúng rồi, đến đây là chúng ta rất thoải mái. Vậy theo con, cuộc phỏng vấn này thì những trăn trở bản con của mình đã được giải đáp hết chưa? Được rồi. Vậy khi được cùng con phỏng vấn với hội đồng doanh nhân, những nỗi lo này đã được giải đáp rồi. Hôm cô đến cô phỏng vấn cùng với con nhà cô á, thì cũng thỏa mãn rồi, không có vấn đề gì. Thế mong hẳn khi được cùng con phỏng vấn với hội đồng doanh nhân, những nỗi lo này đã được giải quyết ạ? Cũng bớt, cũng được tìm hiểu về trường thì cũng thấy yên tâm. Vậy chắc hẳn khi được cùng con phỏng vấn với hội đồng doanh nhân thì có những nỗi lo này đã được giải quyết chưa?
thì thấy thỏa đáng rồi đấy, không con gì đâu. Thế mong đi được cùng con phỏng vấn với hội đồng doanh nhân, những nỗi lo này đã được giải quyết chưa? Vậy là mong hỏi là mong muốn của ông khi mà bạn được học tập và trải nghiệm ở đây thì sẽ như thế nào ạ? Mong muốn đây là các cháu được học ở đây, là mong muốn là các cháu học được sau này trưởng thành đấy, tức là sẽ trở thành ngày mai có thể thành doanh nhân để phục vụ cho đất nước, phục vụ gia đình đấy, cái mong muốn là như vậy. Thì là muốn là sau này con cái là học xong ở cái trường đại học doanh nhân này thì là có công việc và thành người vững chãi hơn ra xã hội. Mong muốn của cô, em học ở trong trường thì rất là mong em tập trung cố gắng để em trưởng thành mỗi ngày. Khi em có cô tin chắc là khi mà em cố gắng mỗi ngày thì em sẽ trưởng thành mỗi ngày và thành công mỗi ngày. Và cô nghĩ là cô tin là cái trí tuệ, cái kiến thức này sẽ đi vào trong em từ bên trong em để em trưởng thành lên một con người sẽ thành công tuyệt đỉnh. Thì cô muốn cho nó được trải nghiệm về cái thực tế đấy của trường ấy, học và hành nhá. Thì trường thì đào tạo theo cái mô hình là quân đội, cô rất là thích để cho bạn này trải nghiệm. Là đào tạo cho con cái tính kỷ luật và con tự đứng, nghĩa là con phải tự quyết tâm với chính bản thân con. Thì thế là cũng hợp lý, vì là trường này đào tạo theo phong cách quân đội ấy, thì là thế cho con trải nghiệm được hết tất cả bản thân mình, trải nghiệm được hết tất cả bản thân mình, và cho con cảm thấy là nó tự tin hơn. Mong là em vào đây thì em sẽ được học được những kiến thức mà các thầy truyền đạt cho, và được rèn luyện cái bản thân mình tốt hơn để sau này ra ngoài vừa được cái bản thân mình tốt và được thêm được vừa kiến thức với lại được vừa để tính kỷ luật. Ai cũng một phụ huynh nào cũng muốn gửi gắm vào một môi trường tốt để đào tạo cho hình thành một con người giúp ích cho xã hội và gia đình, thì cũng mong muốn cái đấy là mong trường phát triển để tạo cho một con người để làm sao cho giúp ích được cho xã hội và cho đời.